Xin chào 90 triệu anh em đã quay trở lại với channel Hỏi Dân IT. Mình là Eric, tiếp tục với cái video lần trước. Tức rằng là mình đã giúp các bạn trả lời câu hỏi rằng là một sinh viên học ngành công nghệ thông tin, hay nói nôm na rằng là một người theo ngành công nghệ thông tin yếu tiếng Anh thì nó có vấn đề gì không? Thì hôm nay trong video này thì mình sẽ chia sẻ một chút về góc nhìn của mình khi các bạn học tiếng Anh trong ngành công nghệ thông tin này nha. Thì điều đầu tiên ấy, mình sẽ có một lời khuyên đối với các bạn rằng là chúng ta nên có tiếng Anh khi theo ngành công nghệ thông tin này. Thì như video lần trước ấy mình đã chia sẻ rồi, tức rằng là việc các bạn yếu tiếng Anh thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới quá trình các bạn xin việc đâu. Tuy nhiên rằng là về lâu về dài thì nó sẽ ảnh hưởng. Thì ở đây thì nếu như rằng là các bạn chỉ thuần túy rằng là chúng ta chỉ làm cho một công ty Việt Nam thôi, tức rằng là chúng ta là một công ty thuần Việt đấy, thì chúng ta chỉ cần luyện tập kỹ năng đọc thôi, bởi vì rằng là kỹ năng đọc tức rằng là một kỹ năng cần thiết nhất cho chúng ta để chúng ta có thể giải quyết tất cả những vấn đề mà chúng ta gặp phải thường xuyên trong quá trình làm việc ấy. Tuy nhiên rằng là như chia sẻ của mình cũng như rằng mục tiêu cá nhân mình chẳng hạn thì mình không bao giờ mình phấn đấu thành một người như vậy. Thì sau đây thì mình sẽ đưa ra một vài lý do để cho các bạn cùng suy nghĩ cũng như rằng là chúng ta định hướng về tương lai của chúng ta nha. Thì ngày xưa ấy, cá nhân mình nha các bạn, thì ngày xưa thì mình hay nghe người ta nói rằng mình nghe nhá, tại vì mình chưa được trải nghiệm. Người ta nói rằng là học tiếng Anh để sau này làm công ty nước ngoài, công ty bên Lào, Campuchia chẳng hạn. Thì chia sẻ một chút rằng là lúc mình đi tìm việc đấy các bạn, thì có một vài cái job nó ở bên Lào, Campuchia. Tuy nhiên là chúng ta nói tiếng Việt nha, chứ không phải là chúng ta nói tiếng Anh đâu. Đấy là một câu chuyện vui thôi. Thì bây giờ thì các bạn có thể học tiếng Nhật cũng được. Tuy nhiên rằng là mình đã có một cái video chia sẻ rằng là tại sao mình không lựa chọn tiếng Nhật rồi. Ở đây thì mình vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình rằng là mình lựa chọn tiếng Anh thôi. Thì ở đây thì có một cái, khi các bạn học ngoại ngữ ấy, cái việc mà chúng ta gọi là bảo rằng là lấy lương cao hơn hay rằng là chúng ta làm những công ty nước ngoài, công ty ABC, XYZ, thì mình nghĩ rằng cái đấy là long term các bạn, tức là nó khá chỉ là dài hạn, nó không phải rằng là khi các bạn ra trường các bạn đạt được ngay đâu. Mình nghĩ rằng là cá nhân mình cũng vậy, mình đi làm gần 3 năm rồi. Tuy nhiên rằng mình thấy rằng là những cái đấy nó không đúng các bạn ạ. Bởi vì rằng là khi chúng ta mới ra trường ấy, chúng ta đang có rất ít kinh nghiệm cũng như rằng là cái hồ sơ của chúng ta, những cái giá trị thì các bạn, chúng ta là người lao động mà, những cái giá trị của chúng ta nó chưa đủ lớn, thành ra rằng là cái tiếng Anh nó chưa đóng góp gì nhiều đâu các bạn. Sau này thì khi mà các bạn đã có rất nhiều thứ rồi thì bắt đầu các bạn sẽ ngồi ngồi kiểu như là ông này bà kia bảo rằng là thằng kia nó chỉ có hơn mình mỗi cái tiếng Anh thôi, nó làm được rất nhiều cái, trong khi mình thì suốt ngày phải ngồi làm cái này cái nọ. Thì đấy là câu chuyện khoảng chục năm, 20 năm sau rồi. Thì cái đấy, vấn đề đấy thì mình chưa trải nghiệm, thành ra là mình sẽ không chia sẻ được nha. Tuy nhiên rằng dưới góc nhìn của mình ấy, các bạn nên học tiếng Anh. Lý do đầu tiên các bạn nên có đấy chính rằng là tiếng Anh nó giúp thay đổi bản thân các bạn thôi. Cái đầu tiên không phải rằng là cái kiến thức các bạn học đâu, mà cái tức rằng là cái suy nghĩ của bạn ấy, nó sẽ khá chi là nó cởi mở, sẽ giúp các bạn là một người hướng ngoại chứ không phải là một người hướng nội nha. Bởi vì rằng là khi các bạn search bất kỳ một cái lĩnh vực gì thôi, thậm chí là về những cái cuộc sống xung quanh các bạn thôi, từ những cái dạy các bạn làm cái A, cái B, cái X, Y, Z, hay là như dạy lập trình chẳng hạn, thì mình hay search tiếng Anh bởi vì rằng là nguồn tài liệu nó cực kỳ phong phú. Mình cực kỳ ít search tiếng Việt bởi vì rằng là mình đã qua mấy cái giai đoạn gọi là học với người Việt rồi. Thì cái đầu tiên rằng là nó sẽ giúp các bạn gọi là các bạn sẽ có nhiều nguồn tài liệu hơn, cũng như rằng nó sẽ thay đổi con người của bạn. Chúng ta có một câu gọi là đi một ngày đàng học một sàng khôn đấy các bạn. Thì mình nói không phải chứ đơn giản, ví dụ như là các bạn chỉ xem những video nói về cuộc sống ở nước ngoài thôi thì nó đã thay đổi các bạn hoàn toàn 100% rồi. Cũng như rằng sau này, ví dụ chúng ta bây giờ là thời đại của công nghệ đúng không? Chúng ta hay nghe về blockchain hay chúng ta nghe về Bitcoin đúng không? Các bạn xem tiếng Việt thì bản chất của nó là trend bên nước ngoài. Chúng ta qua một cái tầng gọi là translate của tiếng Việt rồi thì nó thường bị thấm vào những cái quan điểm của cái người mà dịch lại cho các bạn ấy. Thì nếu như rằng là các bạn có tiếng Anh, các bạn nghe được các bản gốc ấy, thì các bạn sẽ có một cái góc nhìn nó cực kỳ chính xác luôn, và nó sẽ không bị gọi là pha những cái tạp âm vào, cũng như là pha những chất liệu của cái người translate vào. Thì đấy gọi là cái tác dụng đầu tiên, nó sẽ giúp các bạn thay đổi con người của bạn thôi. Cái đấy là cái giá trị chúng ta lấy về lâu về dài. Cái thứ hai đấy, đấy chính là cái phục vụ đắc lực cho công việc của chúng ta. Nếu như nhìn về lâu về dài ấy, bởi vì rằng là sau này khi mà các bạn đã có, ví dụ chúng ta chỉ khó khăn khi chúng ta mới ra trường thôi đúng không các bạn? Sau này thì khi chúng ta đã gọi là đã có hai cái từ gọi là trong dấu ngoặc kép, chúng ta định nghĩa là từ kinh nghiệm ấy, thì sau khi mà các bạn đã có kinh nghiệm rồi thì bây giờ thì các bạn bắt đầu mơ, gọi là chúng ta ngồi mơ làm công ty nước ngoài này. Bởi sao chúng ta không mơ làm công ty nước ngoài? Bởi vì rằng là những cái kinh nghiệm của chúng ta, những cái chúng ta biết nó chúng ta có thể làm được thì chúng ta offer thôi. Thì bây giờ thì nếu mà các bạn gọi là đã có tiếng Anh rồi thì nó cực kỳ tốt đúng không?
Tuy nhiên rằng ấy, nhiều người chứ nghĩ rằng là bảo rằng là đến khi đấy chúng ta mới nên học tiếng Anh, hay đến khi đấy chúng ta hay đi học trung tâm các kiểu các đại điểu. Mình khuyên các bạn không bao giờ chúng ta làm vậy, bởi vì bản chất của tiếng Anh nên các bạn nó gọi là mưa dầm thấm lâu ấy, nó phải trải qua một thời gian rất là dài để nó mới trở thành các bạn được. Các bạn chỉ hình dung giống như là chúng ta học tiếng Việt ấy, các bạn thực chất rằng chúng ta đến 6 tuổi chúng ta gọi là sống trong môi trường tiếng Việt. 6 tuổi, ngày xưa mình 6 tuổi mình còn nói ngọng đấy các bạn, tức rằng mình nói nhiều câu nó còn chưa thông ấy. Thì nói gì đến tiếng Anh, chúng ta thời gian chúng ta học đâu có được như vậy đâu. Thành ra rằng tiếng Anh ấy, các bạn nên xác định rằng là chúng ta chỉ học từ từ thôi, các bạn học dàn trải ra. Thì quá trình học tiếng Anh thì mình nghĩ rằng sau này mình sẽ có một cái series riêng hướng dẫn về các bạn học tiếng Anh thôi. Còn ở đây thì mình muốn nói rằng các bạn nên nghĩ về long term, chúng ta nghĩ về dài hạn đi. Khi học tiếng Anh, nếu mà các bạn bắt đầu từ ngay bây giờ thì mình nghĩ rằng 10 năm sau các bạn nhìn lại các bạn sẽ không hối hận đâu. Còn nếu mà các bạn 10 năm sau các bạn mới bắt đầu học tiếng Anh thì khi đấy chúng ta sẽ nói rằng là chúng ta quá già rồi, chúng ta có rất nhiều cái để chúng ta gọi là để quan tâm. Tiếng Anh bây giờ gọi là có cũng được, thì nó cũng hơn nhau vài cái thôi. Đến khi đấy thì các bạn thường gọi là chúng ta thường là bàn lùi thôi. Thì ở đây thì mình sẽ không nói về cái việc rằng là các bạn sẽ gọi là chúng ta hay nhìn gọi là đứng núi này trông núi nọ. Đây chính rằng là thấy nhiều bạn ra trường được làm công ty A, công ty B, công ty C, XYZ, công ty nước ngoài rồi các thứ, thì mình nghĩ cái đấy nó hơi phù phiếm các bạn. Nó chỉ là số ít thôi, chúng ta là con nhà mình, chúng ta không phải là con nhà người ta. Đừng nên lấy bản thân mình so với người khác. Còn đối với những bạn nào mà đang yếu tiếng Anh, mình tin rằng là các bạn đã học được theo được cái ngành công nghệ thông tin này thì không có gì các bạn không thể làm được. Bởi vì sao? Bởi vì ngành công nghệ thông tin này các bạn gọi là bắt buộc các bạn phải có khả năng tư duy. Nếu như rằng là chúng ta đã học được ngôn ngữ lập trình đấy các bạn, ngôn ngữ lập trình là một dạng ngôn ngữ, tiếng Anh cũng là một dạng ngôn ngữ đấy các bạn. Ngôn ngữ lập trình nó khó như vậy các bạn còn học được thì mình nghĩ rằng tiếng Anh nó không là gì đâu. Tiếng Anh nó chẳng qua rằng là các bạn nên bỏ những cái tư duy khi các bạn học toán lý hóa, các bạn đừng quá máy móc về nó. Các bạn nên gọi là quan trọng nhất đấy chính là quá trình các bạn gọi là xây dựng được cái ý chí không bỏ cuộc ấy. Giống hệt như khi các bạn học ngôn ngữ lập trình ấy, các bạn không bỏ cuộc thì các bạn mới có thành quả đúng không? Tiếng Anh cũng vậy, các bạn không bỏ cuộc thì các bạn mới có thành quả. Còn nếu mà các bạn nghĩ rằng là sau một tháng hay là sau một khóa các bạn đi học trung tâm, hay thậm chí rằng là các bạn thi được 6.5 IELTS chẳng hạn, các bạn cũng chẳng, mình tin rằng là các bạn sẽ cảm nhận được rằng là các bạn không hài lòng đâu. Ngay bản thân mình cũng vậy các bạn. Mình gọi là nếu mà nói về nếu mà bây giờ mình thi 6.5 IELTS, tuy nhiên rằng là mình làm channel tiếng Anh nên các bạn nó mới lộ ra rất nhiều vấn đề. Đây chính rằng là các bạn sử dụng một ngôn ngữ mà các bạn muốn thành thạo. Các bạn thường so sánh rằng là tiếng Việt và tiếng Anh ấy, các bạn muốn rằng là các bạn có thể nói được tiếng Anh như tiếng Việt ấy. Mình nghĩ rằng nó cần rất nhiều thời gian các bạn. Đơn giản nhất các bạn, nếu mà bạn nào nhiều bạn trình độ khá chỉ là cao, ví dụ như là các bạn có thể nghe nói đọc viết này, mọi thứ đều ok, thì mình vẫn khuyên các bạn thử quay lại một cái video các bạn hướng dẫn người khác làm một cái gì đấy thôi, thì các bạn sẽ biết được trình độ các bạn như thế nào. Ví dụ như trong ngành công nghệ thông tin này này, các bạn có thể ví dụ các bạn thấy rằng là mình quay các bạn một cái video hướng dẫn các bạn coding đúng không, thì các bạn thử quay một cái video mà các bạn nói hoàn toàn 100% bằng tiếng Anh, thì khi đấy các bạn sẽ biết được gọi là cái level của chúng ta ở đâu, chúng ta cần những gì. Thì đấy gọi là về lâu về dài chúng ta nên đặt ra những mục tiêu để phấn đấu nha. Thì trong video này mình đã nêu ra hai lý do chính để các bạn có thể nên học tiếng Anh. Ở đây thì các bạn nên tạm gác lại cái lý do rằng là chúng ta học vì tiền. Tiền thì các bạn nên để về sau đi, bởi vì rằng là một khi các bạn có tiền ấy, đôi khi các bạn còn muốn cái khác cơ. Tiếng Anh khi đấy đôi khi các bạn lại nghĩ rằng là nhiều bạn thì có thể đi theo hướng rằng sau này tao làm giám đốc rồi, cái gì tao học tiếng Anh đâu, tao làm tiếng Việt sau này tao thuê đầy đứa giỏi tiếng Anh về làm cho tao, thì đấy chỉ là số ít thôi, cũng như rằng là mình nói vui thôi. Còn ở đây các bạn nên học tiếng Anh thì mình nghĩ rằng cái lý do quan trọng nhất cũng như là cốt yếu nhất đấy chính là để thay đổi chính các bạn thôi. Khi chúng ta học tiếng Anh thì chúng ta tiếp xúc được với nhiều cái và các bạn muốn biết cái gì cũng như là các bạn cần cái gì, thì nó sẽ tăng cái giá trị của bạn lên. Thì khi giá trị của bạn được tăng lên thì cái đồng lương cũng như là đồng tiền các bạn kiếm được thì nó sẽ tỷ lệ thuận và nó sẽ tăng theo thôi. Còn cái lý do bảo rằng là học tiếng Anh để làm công ty nước ngoài để các bạn có nhiều tiền hơn thì mình nghĩ cái đấy chỉ là số ít cũng như rằng là nó không đúng đâu các bạn. Bản chất của tiếng Anh đấy chính rằng là giá trị của các bạn cũng như rằng là nó thay đổi con người của bạn, thì đấy mới là điều các bạn nên hướng tới nha. Thì đây chính là góc nhìn của mình về gọi là sự quan trọng của tiếng Anh đối với ngành công nghệ thông tin cũng như rằng là đối với cá nhân mình. Thì ý kiến của các bạn là như thế nào? Các bạn có thể cho mình biết bằng cách comment bên dưới video này nha.